These are coin that they're looking for. Quý vị và các bạn thân mến, hồi nãy thì Coleman đã cho mọi người xem là mọi thấy cái quang cảnh ở đây. Ở đây là bên một cái lối vào của khu chùa Sensoji. Thấy mọi người xem xong nhiều quá, mình cũng thử thời vận. Đây. Nhưng mà ở đây là đầu tiên là phải quyên góp 100 yên nữa. Đây, 100 yên bỏ vào. Giống như là đây. Bắt điểm biết cách sử dụng không? Đầu tiên là khi đến trung tâm thì mình phải ước nguyện cái điều gì đó ha. Ước rằng là không có cái ước mơ nào đó thì mình sẽ rồi quay vào đây để ước. Sẽ có một cái dòng chữ đây, đây, đây. Và như vậy thì mình sẽ tìm trên cái hộp này cái dòng chữ nào giống cái dòng chữ trên cái sâm này nha. Đây. Đúng chưa? Đúng rồi, mở đây, hộp ra. Đây, bây giờ thì mở cái hộp này ra nó sẽ có cái tờ giấy mà ghi cái vận của mình trong đây. Bỏ cây đó vô trước. Rồi, mình không, bỏ vào cây này. Trên. Không. Bỏ vào cây này. Rồi. Đây là cái lá sâm của mình. Lá sâm của mình là số 86, the best fortune. Everything will be realized as it's look as if you look the flowers from a palace facing the south. Treasures in vehicles will come to your house. You will become virtuous with learning and will be invited to the palace as well as your desire will be realized. While you are riding on horseback in high spirits, everybody will praise you. Your wishes will be realized. The patient will get well. The lost article will be found. The person you are waiting for will come. Building a new house and removal are both good. It is good to make a trip. Both marriage and employment are good. Như vậy thì có thể thấy là cái thăm này là một cái thăm vô cùng may mắn đối với Solomon. Sáng không? Đó. Để mình dịch cho mọi người nghe sơ sơ nha, là tóm tắt nha. Số 86, the best fortune, tức là đây là một cái quẻ và cái sâm mà may mắn nhất, the best fortune, là vận may tốt nhất. Mọi người sẽ nhận biết
để mình tóm tắt đi. Đây, tất cả các kho báu trên tất cả các kho báu sẽ được chở đến nhà bạn. Bạn sẽ trở nên rất là thông tuệ và bạn sẽ được mời đến những cái cung điện, đến một cái nơi cung điện, nơi mà toàn bộ mọi giấc mơ, mọi khát vọng của bạn sẽ được hiện thực hóa. Và trong khi bạn đang cưỡi trên lưng ngựa ở một cái tinh thần quyết tâm cao độ, thì tất cả mọi người đều tung hô bạn vạn tuế. À, những cái lời ước của bạn sẽ thành hiện thực và những người sẽ được chữa lành. Những cái gì đã mất sẽ được nhìn thấy lại, cái gì của chúng ta sẽ trả lại cho chúng ta, tạm biệt là vậy. Và người mà bạn đến, mà người mà bạn đang chờ đợi cũng sẽ đến, quý nhân mà bạn đang chờ đợi sẽ đến. Xây dựng căn nhà mới và hoặc là thay đổi tất cả đều rất là tốt. Đây là thời điểm rất tốt để bạn bắt đầu cuộc hành trình mới. Hôn nhân cũng như công việc của bạn, sự nghiệp của bạn, tất cả đều tốt. Phải nói là ngày hôm nay rất là may mắn, chưa bao giờ mà Colonel rút được cái thằng may mắn như thế thật sự luôn trong cuộc đời. Và như vậy thì chuyến đi này đến cái ngôi đền, ngôi chùa Sensei tại khu Asakusa này thật sự là một chuyến đi rất đáng nhớ và rất là thú vị, và hy vọng sẽ mang đến cho Colonel rất nhiều điều may mắn từ hôm nay cho đi và trong tương lai sắp tới. Ở đây nếu mà cái thâm mà các bạn thấy á, cái thâm mà xấu á, thì người ta sẽ xếp lại, và đây là cái nơi người ta sẽ bỏ lại. Đó. Với cái thâm tốt như thế này, với cái sâm tốt như thế này thì mọi người nên mang theo, bỏ vào trong bó, trong ví của mình. Còn cái thâm xấu thì họ xếp lại đây, họ bỏ lại. Rồi, nào chúng ta cùng tiến đến vào chùa.